Sau kỳ nghỉ Tết 11 ngày, hôm nay tất cả các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện đã chính thức bước vào ngày học đầu tiên của năm mới. Dù thời tiết đặc biệt ưu ái tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động vui xuân và kỳ nghỉ năm nay kéo dài hơn so với mọi năm, nhưng đối với ngành giáo dục, nề nếp và sự kỷ cương nghiêm túc đã hiện hữu ngay từ ngày học đầu tiên cho các trường học. Để có một không khí nghiêm túc ngay từ ngày đầu năm học, từ những ngày tháng 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện đúng lịch nghỉ Tết theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đẩy mạnh công tác an ninh, an toàn trong dịp Tết, cùng với việc phân công giáo viên trực 24/24 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Các trường học cũng đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các nghị định của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời trái phép. Đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên và học sinh nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đảm bảo tuyệt đối về an toàn giao thông, nhắc nhở học sinh không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số chất gây nghiện khác. Cũng ngay trong ngày học đầu tiên của các cấp học, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn cán bộ, chuyên viên về chúc Tết và kiểm tra hoạt động dạy và học tại 80/80 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Tất cả các trường mầm non, tiểu học, ngay từ ngày đầu tiên của năm học mới, các trường cũng đã duy trì nghiêm túc việc thực hiện chế độ ăn bán trú cho trẻ và giờ giấc đưa đón trẻ đảm bảo theo quy định. Tinh thần trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo, ý thức học tập của các em học sinh đã là yếu tố đem lại không khí nghiêm túc ngay từ ngày học đầu tiên của năm mới. Việc chú trọng trau dồi kiến thức cho các em, các nhà trường còn tổ chức hoạt động trồng cây, thực hiện quyên góp giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ các bạn nghèo. Những việc làm, những món quà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa giáo dục và động viên tinh thần to lớn, giúp các em biết sống đẹp và ý nghĩa hơn. Đây là khởi đầu tốt đẹp để toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012-2013.